Giá heo hơi hôm nay, ngày 21 tháng 12, không có biến động mới, cao nhất 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 21 tháng 12 tiếp tục đi ngang trên diện rộng, Hà Nội cân đối cung cầu, duy trì tăng trưởng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất 54.000 đồng mỗi kg. Theo khảo sát, thị trường heo hơi khu vực miền Bắc không ghi nhận biến động về giá. Cụ thể, 54.000 đồng mỗi kg tiếp tục là mức giao dịch cao nhất khu vực. Được khi nhận tại hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên. Trong khi đó, thương lái tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai tiếp tục thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Tại các tỉnh thành khác, heo hơi tiếp tục được thu mua với giá trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 54.000 đồng mỗi kg. Yên Bái là 51.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 51.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 53.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg tiên quang là 53.000 đồng mỗi kg. Theo giới kinh doanh các sản phẩm chăn nuôi, giá heo hơi đã có dấu hiệu chững lại, không còn giảm thêm nữa. Điều này cho thấy thị trường đang có sự điều tiết chờ tín hiệu để điều chỉnh tăng giá trở lại từ dịp Tết Dương lịch, theo báo Hà Nội Mới. Giá heo hơi hoàn toàn có thể tăng trở lại vì đây là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, bảo đảm duy trì tổng đàn ngành nông nghiệp thủ đô sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn người dân, doanh nghiệp phát triển chăn nuôi theo mật độ phù hợp, kiểm soát môi trường và dịch bệnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 51.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng trên diện rộng. Theo đó, thương lái tại các địa phương bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Lạt và Ninh Thuận tiếp tục giao dịch ở mức 51.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực cao hơn 1.000 đồng mỗi kg, ở mức 52.000 đồng mỗi kg là giá thu mua được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Như vậy, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên duy trì trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 52.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 52.000 đồng mỗi kg. Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5. 11.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 51.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 52.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 52.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 51.000 đồng mỗi kg, Đinh Thuận là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50. 000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, thị trường heo hơi tiếp tục ổn định trên diện rộng. Theo đó, thương lái tại các tỉnh bao gồm Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre tiếp tục giao dịch ở mức 51.000 đồng mỗi kg. Cùng thời điểm khảo sát, 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được chứng kiến tại các địa phương còn lại. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay duy trì trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 52.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 53.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg, Long An là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg. An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 52.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 51.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 51.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg.